Tháng 8 vừa rồi, Chelsea kích hoạt thương vụ có thể nói là lịch sử của đội bóng, đó là mang về 9 cầu thủ mà mình từng ruồng bỏ với mức giá cao kỷ lục, không chỉ trong nội bộ câu lạc bộ mà còn cao nhất tại Premier League. Romelu Lukaku rời Stamford Bridge khi còn là một cầu thủ vô danh để rồi trở về với tư cách là người phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng Premier League. Thoạt nhìn thì đây là một trong những màn comeback đỉnh nhất lịch sử túc cầu, thậm chí còn ấn tượng hơn phi vụ trở về nhà của Paul Pogba. Tuy nhiên, chỉ cần đúng nửa năm, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, chúng ta dường như không còn nhận ra Lukaku. Anh đang là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của Chelsea mùa giải này và không hề có dấu hiệu nào cho thấy sự trở lại của tiền đạo người Bỉ. Và trong video hôm nay, hãy cùng tìm hiểu những nguyên nhân vì sao mà Lukaku, người từng làm mưa làm gió trong màu áo Everton, đại náo Serie A, lại đang vô cùng chật vật trong màu áo xanh thành London. Nhắc đến Lukaku, chúng ta thường nghĩ ngay đến những điểm gì đã tạo nên tên tuổi của anh. Đó là nền tảng thể lực sung mãn cùng với thể hình vượt trội. Và thế là hết. Lukaku là như vậy. Trước giờ anh luôn được người ta biết đến là mẫu tiền đạo có thể hình to lớn, đi cùng sức mạnh cơ bắp. Thậm chí điều này đã khiến cho anh nổi tiếng từ khi cô là một cậu bé, khi mẹ anh luôn phải đem theo giấy khai sinh của con mình để chứng minh số tuổi của nó với ban tổ chức. Chính điểm cộng vô cùng lớn này khiến cho Lukaku gần như chắc chắn được chỉ định đá tiền đạo thay vì những vị trí khác trên hàng công. Và rồi theo thời gian, Lukaku lại vô tình biến nó thành điểm nhận dạng duy nhất của mình, bên cạnh những pha xử lý bóng tệ hại cũng như tư duy chơi bóng không quá xuất sắc. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì thực sự quá khó để Lukaku có thể thành công trong chuyến về nhà lần này. Nên nhớ rằng ngoại hạng Anh chính là giải đấu cạnh tranh nhất hành tinh, nó ở một trình độ khác hẳn so với Serie A. Tại Serie A, những gì mà người ta tôn thờ là tư duy phòng ngự thông minh đi cùng với tính kỷ luật trong đội hình. Lukaku với sức mạnh vượt trội của anh có thể là mũi tên xuyên phá được hàng phòng ngự kỷ luật đó. Tốc độ trận đấu cũng là một lợi thế cho tiền đạo người Bỉ khi ở các trận Serie A diễn ra với tốc độ từ chậm cho đến trung bình. Vì thế những màn bứt tốc của Lukaku trong môi trường như vậy vô tình phát huy tác dụng. Trong khi nếu nhìn sang Premier League, nơi đây xem ra không đề cao tính kỷ luật là mấy. Các hậu vệ chơi ở đây không hề ngán các pha va chạm nảy lửa, những màn đấu tay đôi với tiền đạo đối phương. Họ thay tính kỷ luật trong phòng ngự bằng sự quyết tâm, lối chơi máu lửa và tinh thần đồng đội cực cao. Khi một đội nhận thấy sự nguy hiểm từ tiền đạo đối phương, họ hoàn toàn có thể cắt cử một người theo kèm cầu thủ đó, hạn chế tối đa không gian chơi bóng. Hơn nữa, tốc độ các trận đấu tay Anh thường rất cao. Các đội bóng liên tục tạo cơ hội, từ đó tạo ra một thế trận mở và hao mòn thể lực hơn rất nhiều. Vì thế những pha bứt tốc hay lạm dụng của Lukaku hoàn toàn có thể khiến anh bị đuối trong những phút cuối. Còn nhớ, ngay khi trở về từ Inter, Lukaku đã nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của mình với pha lập công vào lưới Arsenal cũng như cú đúp vào lưới Aston Villa. Nhưng càng về sau, lối chơi càng đơn giản, giúp cho các đội bóng khác dường như đã tìm được cách bắt bài ngôi sao người Bỉ, khiến cho Lukaku rơi vào điểm yếu của chính mình, đó là khả năng hoạt động độc lập cực kém. Nhiều khi một cầu thủ chơi kém không phải là do anh ta đá tệ, mà cũng có khi là chính huấn luyện viên hoặc lối chơi mà ông ấy áp dụng không phù hợp. Trong trường hợp này, Thomas Tuchel nên là người phải xem lại lối chơi của ông và cách sử dụng Lukaku. Như đã phân tích, Lukaku là một tiền đạo hoạt động độc lập khá tệ. Còn nhớ những ngày còn chơi bóng cho Inter, Antonio Conte luôn bố trí anh chơi cùng với một đối tác, Lautaro Martinez, hay đôi khi là Alexis Sanchez. Nếu để ý kỹ hơn, người ta có thể nhận ra rằng hai ngôi sao đến từ Nam Mỹ, đặc biệt là Lautaro Martinez, chính là một đối tác hỗ trợ cho những điểm yếu của Lukaku. Kỹ thuật, tốc độ, sự khéo léo, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp và những sự đột biến cũng như tinh quái. Chính những sự phối hợp ăn ý này là yếu tố giúp Lukaku dần trở thành một trong những top sân bàn hàng đầu Serie A. Trong khi đó, nếu nhìn sang sơ đồ mà Thomas Tuchel đang áp dụng ở Chelsea, ta hoàn toàn thấy được điểm yếu của Lukaku không những được bổ trợ hoặc giảm thiểu, thậm chí nó còn buộc phải sử dụng nhiều hơn. 3-4-2-1 chính là sơ đồ ưa thích của Tuchel trong mùa giải năm nay. Reece James đã được đẩy lên đá như một tiền vệ cánh khi Chelsea tìm được một cái tên phù hợp để trám vào vị trí nơi hành lang phải, đó là Trevor Chalobah. Marcos Alonso cũng là trường hợp tương tự của huấn luyện viên người Đức. Lối chơi này giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge trở nên linh hoạt hơn, đặc biệt là ở hai hành lang, chiếm được quân số ở vòng tròn dưới sân nhờ sự xuất hiện của Mason Mount, Callum Hudson-Odoi cùng hai cái tên quen thuộc là Jorginho và Kanté. Tuy nhiên điều này lại khiến cho Lukaku vô tình trở nên lạc lõng ở tuyến trên, và anh từng công khai rằng bản thân mình không thích điều này. Mọi người thấy tôi trông to lớn nên cứ nghĩ rằng tôi là một tiền đạo mục tiêu, hoặc cứ mắc võng trong vòng cấm để chờ cơ hội ghi bàn. Nói thật, tôi ghét cách chơi đó. Sức mạnh của tôi giúp tôi trở nên nguy hiểm hơn khi đối mặt trực tiếp với hậu vệ đối phương, vì tôi có thể khiến họ mắc sai lầm, Lukaku từng nói trên Sky vào tháng trước. Quả thật thì những điều Lukaku nói là không hề sai.
Biểu đồ này cho thấy tiền đạo người Bỉ chăm suốt hơn rất nhiều khi được chơi với cùng một đối tác đủ ăn ý. Trong khi đó, Thomas Tuchel không những để tiền đạo người Bỉ bơ vơ trên hàng công mà còn bắt anh chơi không khác gì một target man. Hậu quả là Lukaku đã có trận đấu có thể xem là thảm họa nhất trong sự nghiệp khi chỉ có 7 lần chạm bóng trong suốt 90 phút, trở thành cầu thủ có số lần chạm bóng ít nhất trong lịch sử Premier League kể từ năm 96. Suốt cả 45 phút đầu, Lukaku chỉ chạm bóng đúng 2 lần, tính luôn cả lần giao bóng trước khi thực hiện thêm 5 lần nữa hiệp 2. Đương nhiên, với số lần ít ỏi này thì thật khó để tiền đạo người Bỉ có thể ghi bàn hay kiến tạo. Nhưng nó là một thống kê đáng báo động rằng Lukaku đang lạc lõng. Và rồi, trong cuộc gặp Lille, Chelsea được đánh giá là có màn trình diễn trên cơ hoàn toàn. Họ làm chủ thế trận và có được 2 bàn thắng. Đội khách tỏ ra quá bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Manly. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong một trận đấu mà Chelsea thăng hoa lại không có sự xuất hiện của ba hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Lukaku ngồi ngoài và lặng lẽ nhìn đồng đội của mình tỏa sáng. Sự lạc lõng lúc đó có lẽ lớn hơn bao giờ hết. Không những trình độ mà thái độ của Lukaku cũng đóng một phần nguyên nhân lý giải vì sao anh không thể nào trở thành một cầu thủ xuất sắc. Khi một cầu thủ đồng hành cùng một đội bóng, bất kể thành công hay thất bại, thì ít nhất họ cũng phải tỏ ra biết ơn vì đã cho mình cơ hội thi đấu, chứ không phải là nói xấu đội bóng cũ hay công khai tỏ thái độ bất hợp tác. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ những tâm sự của Lukaku về khoảng thời gian địa ngục của anh khi còn khoác áo màu giữa tích. Lukaku cho rằng mỗi khi đội nhà thua trận, Kamalusen luôn mang anh và Pogba, những ngôi sao có giá chuyển nhượng cao nhất, ra để chỉ trích và sỉ nhục. Thậm chí Lukaku còn nói rằng anh thầm cảm ơn Inter đã kéo anh ra khỏi đống sịt này. Chưa cần biết đúng sai câu chuyện hơn 4 năm trước như thế nào, nhưng chuyện đó thôi cũng đủ khiến người ta có một cái nhìn phản cảm về Lukaku. Đương nhiên, mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt này khiến cả hai đã từ mặt nhau, và có thể nói Lukaku đã vô tình bổ sung vào danh sách của anh hơn 400 triệu anti-fan trên khắp thế giới. Chưa dừng lại ở đó, cách đây chưa lâu, Lukaku cũng đã tuyên bố rằng anh không hạnh phúc ở Chelsea và muốn về lại Inter. Là một lần nữa chúng ta thấy sự thiếu chuyên nghiệp, sự ích kỷ của tiền đạo người Bỉ. Nên nhớ rằng Chelsea đã chi số tiền kỷ lục trong lịch sử đội bóng để có được anh. Chính anh cũng công khai muốn quay về Chelsea và nói rằng ở Man United là bãi rác. Vậy mà giờ đây, khi mùa giải mới chỉ trải qua được nửa chặng đường, Champions League thậm chí còn chưa hoàn tất được vòng knockout, mà Lukaku đã tuyên bố mong muốn quay về nước Ý. Quả thật, đây là một cục tức quá khó nuốt trôi với các True Blues về bản hợp đồng kỷ lục của họ. 5 bàn thắng, một kiến tạo, chặng hành trình để tìm lại bản thân cũng còn khá dài khi Chelsea còn tới 13 trận nữa mới kết thúc mùa giải 2021-2022. Như đó có lẽ cũng đủ để cho Lukaku phần nào tìm lại phong độ của anh ngày trước. Tiền đạo người Bỉ có thể nhìn vào những người đi trước, những người từng gia nhập Chelsea với rất nhiều kỳ vọng như Higuain, Morata, Falcao hay đáng chú ý là Torres. Họ đều là những sát thủ xuất sắc nhưng vẫn không thể nào hòa nhập được với môi trường ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, nếu như thái độ của Lukaku không có dấu hiệu cải thiện trong tương lai, e rằng viễn cảnh tiền đạo người Bỉ một lần nữa chia tay nước Anh là hoàn toàn có thể xảy ra.